Thưa quý vị, chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Giáng sinh. Năm nay, nhiều cửa hàng bán hàng Giáng sinh trên địa bàn thành phố đã đầu tư nhiều mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu lượng khách đến mua sắm để trang trí cho căn nhà hay nơi làm việc thêm ấm áp. Tại cửa hàng trang trí Hường Khôi nằm trên đường Hoàng Diệu, ngập tràn không khí Giáng sinh với nhiều đồ trang trí lung linh sắc màu. Nơi đây đa phần chuyên đồ handmade với mẫu mã đa dạng nên thu hút đông khách đến mua sắm. Mỗi năm thì em có mua những cái cài hoặc là những cái vật dụng nhỏ nhỏ để trang trí cho phòng mình á. Thì năm nay là em thấy là các cái tiệm như là handmade, như tiệm ở mình này, có nhiều sự lựa chọn cho em chọn hơn. Em mua những cái vật dụng nhỏ để bỏ cho phòng cho nó có không khí hơn. Hiện cây thông mini dao động khoảng 80.000 đồng, cây thông size từ 1m2 trở lên thì từ 500.000 đồng, nhánh thông giả là khoảng 15-18.000 đồng, gấu bắc cực là khoảng 150.000 đồng, cũng hút khách. Các cửa hàng đồ trang trí handmade cho biết năm nay giá nguyên liệu tăng, hàng nhập về cũng tăng nên các cửa hàng đều thiết kế nhiều mẫu mã mới lạ phù hợp với túi tiền của khách. Tại vì cái Tết âm á, nó sát với Giáng sinh quá, cho nên là bây giờ gia đình mình mới nghĩ ra là mình những cái mặt hàng về Noel thì bây giờ mình chuyển vào cái tâm mộc, mình đưa cái tâm mộc vào cái Giáng sinh để mình giới thiệu với khách có thể mình dùng trong Giáng sinh này. Và một tuần sau thì có một chút chi tiết gì đó mình rút ra và mình đưa những cái hoa mai vào thì nó tiện lợi cho dùng cho Tết âm. Bên cạnh đó, mặt hàng thông tươi hay tùng thơm cũng đang được khách thị trường Đà Nẵng yêu thích vì có mùi thơm tự nhiên và trưng bày được lâu. Hiện giá cây tùng thơm mini với nhiều kích cỡ tầm khoảng 100.000 đồng trở lên được các cửa hàng lấy tại Đà Lạt. Còn thông tươi nhập khẩu chưa trang trí kích cỡ 1m2 thì khoảng gần 4 triệu đồng. Cái sức mua của khách hàng á thì sẽ tăng từ 20 đến 40%. Khách mua tùng thơm thì nhiều. Với lại là cây thông đăng mạch. Thường thì đa số khách mua cây đăng mạch á thì sẽ mua cây thông thô thôi, rồi người ta về người ta lắp ráp và tự trang trí ở nhà. Không khí Giáng sinh đang len lỏi trên khắp phố phường. Đây không chỉ là lễ của những người theo đạo mà đã phổ biến với tất cả mọi người. Và ai ai cũng chuẩn bị để đón một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới nhiều niềm vui, may mắn.